Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa đã biết chúng con đang cần gì, đang thiếu gì, đang cầu xin gì, mong đợi nơi Chúa những gì trong giây phút chúng con đang hiện diện nơi người thân chúng con vừa được Chúa gọi về. Xin Chúa hãy thứ tha lỗi lầm của linh hồn người quá cố, để xứng đáng được hưởng vinh quang của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa, chúng con tin sự sống thật của mỗi con người chúng con phải trải qua từ cuộc sống tạm bợ để đi đến đời sống trường sinh, từ đời sống cũ bước vào cuộc sống mới, từ chốn trần gian với thân phận lữ hành để tiến về nhà Cha trên trời, nơi trời mới đất mới là quê hương vĩnh hằng trên nước trời, sẽ luôn sống với Chúa trong Chúa suốt đời. Xin cho người thân của chúng con đã sống hết kiếp tạm bợ, đã đi hết quãng đường trần, được sớm về hưởng nhan thánh Chúa trên nước trời hằng sống. Không còn gọi tiếng mẹ ơi, từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, rồi lúc đi xa quay về mái nhà con chẳng còn thấy mẹ đợi con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly, mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi, mẹ đã ra đi, đi về nước trời là chính quê hương mẹ hằng trông đợi, suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Lòng con thương nhớ mẹ khôn, mẹ ơi mẹ đã đi rồi, từ nay con không còn được gọi hai tiếng mẹ ơi.
từng bữa cơm không còn con. Lúc đi xa con quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui. Con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời, là chính quê hương mẹ hằng trông đợi. Suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui. Con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui. Con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày. Mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai. Bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại, cầu mong con mình có một ngày mai. Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn. Mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan, không than không phiền dù lắm hoạn nạn.
lòng tin con mình xứng thành người dân. Chiều chiều bên túp lều tranh, mẹ tôi đứng đợi đàn con trước gió, tóc trắng loa xòa, đôi mắt dịu hiền như bể tình thương. Lòng người mong ước ngày sau đàn con sớm thành người dân, nhưng nay con đã nên thì nay còn đâu bà mẹ hiền xưa. Chiều nay đốt hương tưởng niệm trước mộ, nhìn khói đảo lộng tưởng nhớ năm xưa. Cộng ơn sinh thành ngày nào đến trả, mẹ ơi con nguyện nhớ lời mẹ tấp lều tranh. Mẹ tôi đứng đợi đàn con trước gió, tóc trắng loa xòa, đôi mắt dịu hiền như bể tình thương. Mong ước ngày sau đàn con sớm thành người dân, nhưng nay con đã nên người thì nay còn đâu bà mẹ hiền xưa. Chiều nay đốt hương tưởng niệm trước mộ, nhìn khói đảo lộng tưởng nhớ năm xưa. Cộng ơn sinh thành ngày nào đền trả, mẹ ơi con nguyện nhớ lời mẹ quên. Cộng ơn sinh thành ngày nào đêm trả, mẹ ơi con nguyện nhớ lời mẹ quên. Cộng ơn sinh thành ngày nào đêm trả, mẹ ơi con nguyện nhớ lời mẹ quên. Chúa là tất cả của một linh hồn vô đồng, Chúa biết sự yêu mến.
xin hằng con thân từ nay xin Chúa hãy chăm sóc hầu vì những trên gia đình của chúng con, xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền, người của và của mẹ Maria rất thánh, để Chúa qua diện mạo của Chúa đây, xin hồng cho xót của Chúa chiến thắng mọi thứ các thần trên thế gian, xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót Chúa con cầu xin Đức Kitô Chúa chúng con. Bằng tiếng bao linh hồn khóc thân, thành tin dâng mẹ nhân ái, nguyện mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha ban này. Sau tiếng khóc than còn vòng ân với tham lam u hoài đớn đau, ôi hãy đôi thương lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thương đến chăn chứa trâu rồi cho đám ngôi thánh đường, nguyện xin Chúa ngôi ba đói nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm bố con ngày đêm nhân quan gia hồn tròn vàng. Lạy Chúa con tin thần có một Đức Chúa Trời là Đấng thương phạt vô cùng, con lại tin thần Đức Chúa Trời có ba ngôi mà ngôi thứ hai là Chúa tế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ, bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thần vô cùng đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa con trông cậy vững vàng vì công việc Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Thì Chúa là Đấng quan tâm và lòng lành vô cùng đã ban nữa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa cứu thế anh em mãi dịu dàng. Chúng con hẹn một trong hình xuống trong hoàng tử Chúa yên đáng gia đình chúng con cho anh hai tin Chúa qua tay thì chúng con hoàn toàn tin cậy vào Chúa, xin cho tâm hồn ngôn ngữ và hành vi của chúng con đều được tinh thần của Chúa, xin cho giáo phúc cho mọi dự định của chúng con, xin chia với chia của chia công nghiệp với chúng con, xin cho chúng con ngày càng nhiều biết thịt thế gì cảm giới lên mang tiền tham mừng vàng tính lên người khen trong cùng ách toàn tặng mọi nơi hoàn tất cả. Hãy tin Chúa Giêsu con mẹ cũng là như chính trái tim mẹ vậy, con xin hợp một ý cùng những kẻ xưng mình điện thà tiêm tiêu trái tim vô nhiệm nguyên tội mẹ, nguyện xin mẹ
mong thương cùng Chúa độ ơn tha thứ và ơn thương xót chuộng cho mọi người trên thế gian, cùng làm cho mọi người nhận biết và kính mến trái tim Mẹ ở đời này. Những ngày sau đường ơi cùng trái tim Mẹ hát mừng tạ ơn Chúa ba ngôi trên nơi kim cúc đời đời. Amen. Này Chúa Giêsu, chúng con hy sinh vì lòng kính mến Chúa để cho kẻ có tội ăn năn trở lại và đi đến cùng các điều lành. Nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhầm lời. Đứng sang trong bởi dòng vua David cùng những thánh tiên tri, Chúa hôn hận rất trọng vô cùng và là kẻ khiêm nhường nhân đức, cho nên Đức Chúa Trời cho bà chứng trọng bà là Chúa muôn vật và như cây tốt rượm rọt sinh nhiều hoa quả là nhiều phúc đức và như mạch nước dân trong sạch làm cho các người côi gìn nhờ hóa thơm. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời vì công nghiệp và thánh nhân là cho chúng con khỏi mọi sự, giữ được mọi sự lành. Vậy chúng con dốc lòng trông cậy chọn và làm quan thầy chúng con, xin bà thương yêu dạy dỗ kéo vay trước ba thù ấy mà xem chẳng thấy. Canh đầy là nơi phổ hại và cầu cho chúng con trước tòa Chúa trọng và trước mặt Đức Mẹ cùng con được nhân cho chúng con được linh hồn và sáng đến khi qua khỏi đời này được về quê thật là nước bằng yên, được xem thấy Đức Chúa Giêsu và Maria cùng bà thánh nhân đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa con hãy thần lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa con chẳng tội nào ai rồi, vậy Chúa con hằng có lòng lành cùng vì lời Chúa con phán hứa con đã trông cậy Chúa con, linh hồn con cậy thiên. Kẻ làm dân đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho yên, vì người rất nhớ lại mãi thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người thay thầy cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi thú ngục và được yên. Amen. Từ vực sâu lạy Chúa con kêu lên cùng Chúa. Lạy Chúa xin nghe tiếng con cầu, dám xin Chúa lắng nghe thấu tiếng van nài của chúng con. Lạy Chúa con kêu lên cùng Chúa. Nếu Chúa của con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa nào ai đứng vững được chăng? Con trông cậy ở lời người, linh hồn con mong đời, linh hồn con mong đời hơn người lính canh mong đời đàn đông. Lạy Chúa chúng con kêu lên cùng Chúa. Ơn lính canh mong đời hừng đông dày,
Israel đang mong đợi Chúa bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ và những người sẽ giải thoát Israel khỏi mọi điều gian ác. Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con này xin Chúa cho tôi tới Chúa là Anna, mà Chúa truyền ra khỏi thế gian này về cùng Chúa, được vào nơi mát mẻ sáng láng và bình an. Xin cho linh hồn này được qua cửa sự chết bằng bình an. Xin cho linh hồn này được qua cửa chết bằng an để về cùng các thánh và sống mãi trong ánh sáng chốn thiên đàng, nơi Chúa đã hứa cho Abraham và con cháu ông. Tha thứ tội lỗi cho linh hồn Anna và ban cho linh hồn Anna được sống đời đời cùng Chúa trong cõi sống trường sinh, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa toàn năng hằng hữu, khi tác thành vũ trụ hữu hình, Chúa đã chúc phúc cho tất cả. Khi ngôi lời nhập thể, Chúa còn thánh hóa lạ lùng hơn. Tôi xin Chúa chúc lành cho chiếc quan tài này, mà thể xác người chị em của chúng con là bà Anna sẽ được giao phó như nhà tạm trong lúc chờ đợi ngày quang lâm huy hoàng của Đức Kitô, đang ngự bên hữu Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, Chúa đã gọi bà Anna ra khỏi thế gian này để trở về với Chúa. Xin cho con Chúa, con của Chúa ngay từ giờ phút này được thoát khỏi tội lỗi, được đón nhận vào nước Chúa, chung hưởng vinh phúc với các ngài Chúa tròn, chờ ngày thân xác phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xưa ông hãy chúa đã tăng xa xuống lấy căn mà thì thấy được đấu anh vào xin hãy cho đem chúng tôi lên kiểu chúng sống lại ở phương trời để không đem chúng tôi lên ba người vừa
của và chúng con tin chắc rằng một ngày kia chúng con sẽ gặp lại người chị em của chúng con là Anna gần lên Chúa đến muôn thuở muôn đời. Lạy Chúa, Chúa đã đến lúc người chị em của chúng con là Anna từ giả căn nhà này bỏ lại bao người thân đang đau khổ. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh trìu mến của người chị em chúng con là Anna. Xin đừng để chúng con như những người ngậm đắng nuốt cay vì mất mát, hay những kẻ chị nuối tiếc chuyện xa lạ. Nhưng xin cho chúng con tràn trề niềm hy vọng sẽ được vào nước trời, nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin ánh sáng chiếu soi những ai ngồi trong bóng tối, tử thần xin dần ra bước nẻo bình an. Sau khi được Chúa gọi, bà Anna ra về một cách đột ngột. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn quý hội đồng phục vụ của giáo xứ Cửa Tân. Kế đến, quý vị ở trong đoàn thể của khu vực và ban đoàn thể các ngành của trong hội, và quý bà con gia tộc hai họ hai bên, cũng như hai ông gia của ông bà ở từ Nam Định cũng như trong cùng mình cũng đã đến, cũng như quý ở trong hội đồng giáo xứ chúng ta đã đến đồng viên chia sẻ an ủi, là niềm khích lệ cho gia đình tang quyến chúng tôi. Giờ đây chỉ một giây lát nữa, Anna sẽ từ biệt gia đình, ngôi nhà thân yêu và chồng con cháu ở lại dương thế này, trả lại không khí dương gian này cho Chúa. Sinh ra bởi lòng đất, giờ này phải trở về lòng đất mẹ để về với Chúa. Trong lúc tang gia bối rối, gia đình có thiếu sót những gì thì mong quý cũng như bà con cộng đồng Thiên Chúa ở trong giáo xứ Cửa Tân chúng ta niềm tình tha thứ cho bà Anna ra đi về với Chúa được thảnh thơi. Chúng con cũng xin quý vị luôn luôn nhớ và cầu nguyện cho mọi người đã ra đi trước chúng ta, rồi chúng ta rồi cũng một ngày cũng sẽ bước gót theo những người chị em chúng ta ra đi trước thôi.
Thì giờ đây gia đình chúng con cũng không biết nói gì hơn. Xin quý vị hãy nhận một bái lạy của gia đình chúng con để tỏ lòng biết ơn với quý vị. Xin mời phu khe làm nhiệm vụ. Xin mời cộng đoàn đi rước theo hàng. Để xin mời cộng đoàn đi lên. Xin mời rước đi. Kính
Thưa cộng đoàn thờ cô, thưa thánh quý, Chúa đã gọi bà Anna về với Ngài. Vì thế, trong thánh lễ cuối cùng của bà tại ngôi thánh đường này, chúng ta sốt sắng hiệp dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết để xin Chúa thứ tha những lỗi lầm bà đã lỗi phạm, để bà xứng đáng để thứ tha với Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện cho thánh quý Chúa thương an ủi và nâng đỡ đặc biệt trong sự mất mát này. Cho nên chúng ta thắp mỗi tội lỗi trên Chúa thứ tha để xứng đáng cử hành cầu nguyện thánh. Tôi thú nhận. Đó là nơi Chúa
không ai trong chúng ta sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, Đức Kitô đã chết và đã sống lại, là để thống trị người sống và kẻ chết. Vì tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án của Thiên Chúa, bởi có lời đã chết. Chúa phán: Ta lấy sự sống ta mà thề rằng, mọi đầu gối sẽ phải quỳ lại ta, và mọi miệng lưỡi sẽ phải xưng tụng Thiên Chúa. Như thế, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lễ về chính mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Nhưng chúng ta tin rằng trong mọi sự
Thiên Chúa chỉ muốn điều tốt nhất cho chúng ta, vì thế Ngài cũng muốn điều tốt nhất cho bù. Hạnh phúc chốn dương gian chưa thể trọn vẹn. Thưa ta quý, cuộc chia ly nào cũng được buồn. Cuộc chia ly lần cuối của cụ Anna lại càng để lại bao nỗi tiếc thương nhớ nhung cho người ở lại. Chúa Giêsu trước lúc chia tay các môn đệ, Ngài cũng vô cùng xao xuyến bồi hồi, và các môn đệ của Ngài lại càng hoang mang lo lắng hơn. Nhưng Chúa ra đi là để đến cùng Chúa Cha, và từ nơi Chúa Cha, Ngài chuẩn bị trở về cửu cho các môn đệ và cho cả chúng ta hôm nay là những người thật niềm tin tưởng nơi Chúa. Bởi đó Ngài đã an ủi các môn sinh của Ngài rằng: lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Thầy đi để đợi chỗ cho các con, và Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy. Giờ đây Chúa Giêsu cũng đang nói với mỗi một người chúng ta như vậy, rằng cũng dâng cho Chúa bao nỗi buồn phiền, tiếc thương vì sự ra đi của bà Anna, để chính Chúa sẽ lau mặt nước sạch chúng, lau sạch nước mắt chúng ta, và ban cho chúng ta niềm hy vọng. Niềm hy vọng nơi Thiên Chúa là sức mạnh vô biên để giúp chúng ta vượt qua bao nỗi đau thương và vững vàng bước đi trước mặt Ngài trong cuộc sống đầy gian nan vất vả hôm nay. Tình ngôn sứ Isaiah trong thời dân Chúa bị lưu đày, đã trong thời dân Chúa lưu đày than hương cầu thực vô vàn khổ cực, và trong đêm trong sự đen tối của cuộc đời, của ngày dài nô lệ, đã lo đi sứ điệp hy vọng, nhận lại từ Chúa rằng: này đây Chúa chúng ta đã chờ đợi Người, và Người sẽ cứu chúng ta. Người là Chúa, nơi Người chúng ta đã tin tưởng, chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Tạ ơn Chúa đã ban cụ Anna đến với thế giới này, đến trong vòng tay và tình thân bạn quý thuộc của gia đình, của tình làng nghĩa xóm. Giờ đây Chúa đưa cụ về nơi mà chỉ ở đó cụ mới có niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Chúng ta tiếc thương bà, nhưng chúng ta cũng hạnh mừng cho bà và thêm lời cầu nguyện cho bà, khi chỉ nơi Chúa bà mới được hạnh phúc trọn vẹn. Lời bỏ ta qua em chúa.
Anh chị em hãy cầu nguyện để nghi lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng những lời văn này để cầu chúc bà an an được hưởng ơn cứu độ. Khi còn sống, bà đã vâng tin Đức Giêsu con Chúa là vị cứu tinh nhân hậu. Thì giờ đây xin Chúa cho bà an an được thấy rằng người cũng là vị thông phán quan dung, người hàng sống và hiền trì muôn đời. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì một mình người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết, hơn nữa một mình người đã đoái thương chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế hiệp phơi con và các thiên thần chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: cùng một thể thức ấy sau bữa ăn thôi, người cầm lấy trên cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đây. Đây là hầu nhiên đức tin. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế chúng người thay, chúng ta dám nguyện rằng:
Chúa đồng lòng thương tư dung chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng cho tội chúng con như chiêm nghiệm đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoan thương ban cho Hội Thánh những bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiệp trì muôn đời. Thank you.
hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này cách sớm hơn theo tập tục các tín hữu. Chúng ta phải tin tưởng vật cầu Thiên Chúa là đấng mà mọi vật phải trung thành sống cho Ngài. Cho thi hài người chị em chúng ta đây cần được chôn cất vì xác thịt yếu hèn sẽ được Chúa chôn sống lại với quyền năng vào phòng hàm chư thánh. Và xin cho linh hồn người chị em này được Chúa cho về hưởng với các thánh và những người trung thành với Chúa. Nguyện xin Chúa xót thương khi xét xử, để khi đã được cứu chuộc khỏi sự chết, được giải thoát khỏi tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được vì phục tử nhân lành vác trên vai, người chị em này đã được hưởng niềm vui muôn đời và chúc mừng hạnh phúc với các thánh trong đoàn hậu cận bên vua muôn đời. Trong bình thường,
Kính thưa quý tu sĩ, kính thưa tăng quyền, kính thưa cộng đoàn, bà Anna Hồ Thị Liên sinh năm 1949, lập gia đình sinh được 7 người con, sống trong cộng đoàn giáo xứ. Trong cuộc sống bà luôn chăm lo cho chồng con trong gia đình cũng không ít. Bà gặp nhiều khó khăn thử thách, nhưng bà vẫn luôn tin rằng bà chùa dù khó khăn bà vẫn luôn cộng tác chồng con, phục vụ giáo xứ về tinh thần cũng như vật chất. Nguyện xin đến Chúa đã tốt bồi đầu cho bà. Không những vậy mà còn tham gia vào hội chồng phát sinh đại tế. Được lời mời gọi của Chúa và đã gia nhập vào hội chồng ngày 7 tháng 9 năm 2019. Trong hội, bà đã chú toàn huyện và đã được về đến tiếp cận tạm ngày 19 tháng 9 năm 2016. Phần giọt ngày 18 tháng 9 năm 2017, đó là tổng cương cho hội và con cháu và hội đoàn. Trong những thời gian lớp mình mặc dù là điều gia đình dòng tộc các y bác thì tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng vì mình hiểm nghèo, tuổi cao sức yếu không qua khỏi được, bà đã không nghe tiếng từ mẫu gọi và những người thờ cuối cùng vào hồi 3:30 ngày 2 tháng 2 năm 2020 được bỏ vào thành phố Hồ. Thưa tôi, thật đau thương mất mát cho gia đình dòng tộc giả sử mất đi người hy sinh cho miền Trung, hồi dòng mất người thành viên vương xã, thật không thể gì bù đắp mọi người đều do của Thiên Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa xót thương xin tỏa hạnh thật tôn nhan rằng người tên bà Anna và lấy tình thương mà phù đồ. Thay mặt cộng đoàn xin đòi thương ban cho gia đình dòng tộc đang thương nhớ người thân được an ủi trong đức tin và phần cười trong niềm hy vọng cuộc sống trở về. Xin đừng cuối cùng người Việt Nam trong quê chúng tôi thầy Lý Sơn cùng ban đồng giáo sư Trung Tâm các ban ngành và tổ cộng đoàn toàn thể thần linh chúng con xin được thiện thân cộng đoàn xin Thiên Chúa lời cảm tạ đã đến sâu sắc vì ngài luôn yêu thương gìn giữ mẹ của chúng con trong suốt cả những lúc năm qua và từng giây phút tập thành những buổi sáng mang sinh tại thế nhớ lại thần chúa vợ của mình ngài. Giờ đây con chỉ được thay lời cho tán thưởng toàn thể linh tâm và đồng tộc hết lòng cảm ơn cha yêu phê phó tần tần quê đã yêu thương ban bí tích sau cùng cho mẹ chúng con và những năm cha cháu cha đã xin thánh thể hàng đàn cầu nguyện cho mẹ của chúng con. Chúng con cũng xin cảm ơn ban hành giáo sư người ban ngành người thống phận sinh người cộng đoàn những người ân nhân theo đường gần xa và anh chị em trong dân tộc đã yêu thương và hiến sinh thánh thể cầu nguyện thăm viếng chia sẻ và giúp đỡ chúng con tổ chức từng ngày nắm về tình trạng cao như và sâu sắc. Khi còn sống, mẹ của anh em chúng con có những lộn điều gì? Kính mong mọi người dòng lòng chúng ta, chúng con xin chân thành cảm ơn. Trong lúc đã ra bộ rồi, có nhiều thiếu sót, kính xin quý cha, quý thầy, quý sơ, toàn người là tình năng thứ. Xin tiếp tục yêu thương và cầu nguyện cho mẹ của anh em chúng con. Và xin cầu nguyện một chút thời gian từ mẹ của chúng con về chúng ta đã đi cứu. Rồi đây xin kính mời cùng với đồng bào làm nhiệm vụ.
Oh,
nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần nhưng bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời. Lời ru như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhiều con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời. Quyến ruột hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhiều con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Con mới hiểu mẹ là dòng sông chờ bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bên. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ.
trên đời con biết đâu nương nhờ. Vượt muôn sóng gió Chúa ơi, con về đây, xin dẫn đưa con về bên bờ. Thank you.
thứ cho những lỗi lầm đó. Kính thưa Tam Quyến, trong khi thi hành nhiệm vụ xuất cách chắc chắn còn nhiều điều thiếu sót, mong Tam Quyến thông cảm và tha thứ cho cùng đoàn giáo sư. Giờ đây hội thân sinh có lời thật ư? Mời. Kính thưa chị Anna Liên, là thành viên của dòng phân sinh, chị đã tham gia vào năm 2003 đã theo đuổi 17 năm trời và vâng theo ý Chúa, theo lãnh đạo của Thánh Phanxicô để đến với Đức Kitô. Và trong cuộc sống, chị đã làm gương cho anh chị em chúng con, chúng em được học theo, đồng thời thấy cái gương đức của chị, mặc dù tuổi cao, sức yếu, bệnh tật, nhưng lễ sáng, kinh tối, sinh hoạt đều vui vẻ và không thiếu vắng. Trong lúc tuổi già ốm đau, không than van một lời, rất vui vẻ, làm cho anh chị em phan sinh bất ngờ tưởng là chị đang còn bảo, ai ngờ chị ra đi với chữ chết mà chị đã vâng theo. Giờ đây, anh chị em trong phan sinh cùng với cộng đoàn chia sẻ niềm âu mất mát, âu lo, buồn phiền mất mát của gia đình, thiếu đi người vợ, người mẹ, người bà, trong giáo xứ thiếu người con, gương mẫu trong gia đình phan sinh, thiếu đi người hy sinh và nhân đức. Giờ đây chúng em xin chuyển đưa chị về nơi an nghỉ và xin chia sẻ nỗi mất mát của gia đình Tăng Quyến và chúng chị về cùng Chúa, thì cầu cho chúng em là những người bước theo như chị và để cùng tiến bước trên con đường mà chúng ta đang theo, và xin chị cùng luôn cầu bầu cho anh chị em phan sinh và đặc biệt cho gia đình và Tăng Quyến đang còn ở lại. Giờ đây xin tạm biệt chị. Nói về đi anh nó thấy em. Kính nhớ Chúa Cha, những người trong một vào giáo sư và các văn lệnh toàn thể cộng đoàn. Giờ đây chúng con xin được thay lời cho bố anh chị em hết lòng cảm ơn người đồng hồ giáo sư các văn lệnh người dòng phan sinh tổ gia đình vì đã tình thương yêu mẹ của Anna chúng con, không quản đường xa xa xôi, thời tiết mưa lạnh, để đưa tiễn mẹ chúng con về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau cùng chúng con xin cảm ơn tất cả mọi người bằng cách này hay cách khác đã thăm viếng, chia sẻ và giúp đỡ động viên gia đình chúng con. Trong lúc tan ra bối rối, còn có nhiều thiếu sót, chỉ quý cha, quý thầy, quý sơ và mọi người cộng đoàn chúng ta. Mẹ ơi, bằng thời thân thế của mẹ là một thời ngày đau khổ. Chúng con đã làm được gì để bảo đảm công trí thành nhiệm vụ? Hai mẹ là định nhiệt rời xa chúng con. Từ nay, chúng con mất mẹ, không bao giờ được thấy khuôn mặt dịu hiền của người mẹ, làm cháu bơ vơ mất bà, một vị bà, nếu để bà. Xin mẹ tha thứ những lúc mà chúng con đã xúc phạm mẹ, làm mất lòng mẹ. Chúng con hứa từ nay chúng con sẽ sống tốt hơn để không phụ lòng mẹ đã yêu thương dạy dỗ chúng con những lần tháng qua. Chúng con cũng xin mẹ ở thế giới bên kia hãy cầu nguyện cho bố, cho chúng con và tất cả cộng đoàn. Mẹ ơi, chúng con mạnh mạnh mẹ. Đời là một nuôi ngày đầy đau khổ, vui trong thoáng chốc, buồn đầy chia sẻ. Mày đã mất thời xuân tới mùa này, tội ra lần mình, tìm nơi cách mình, hy sinh xây dựng gia đình, hết lòng khấn lại sức mừng tiêu hao. Hôm nay tới phần trừ rồi, cùng trong cuộc sống bao năm, hôm nay vụng vụng, xóm giềng bà con, từ bao nhiêu nhớ rừng người đáng thương, kẻ đi người ở mẫn hương, bao nhiêu công việc gia đình sớm hôm. Nhìn đoàn con cái trắng khăn, ngất ngơ nhìn mẹ, thân mình nằm yên, lấy ai dè bảo vương khuyên, dần dò,
giấc mơ hưởng được ai lo, gia đình chăm sóc lợn gà, sớm chiều chở búa, ướt khô hàng ngày, nhìn bà cần mà thương theo, thân già thu sụi, cô đơn làm nhầm. Nói ra lời khổ tâm nhiều, mạt mà ngàn lắm, thấm thiên mặt mà, mà cô đứa nào trên đồ, không được hơn hết, bạn mà thân. Là bố ơi, là bố ơi, bố ơi, bố ơi, đang thấy mẹ nó là bố ơi, bố ơi, bố ơi, bố ơi, bố ơi, bố Thank you.
Chúa ơi.